Quý cô bác, anh chị kính mến, Minh Đường Tử Vi thật là vui mừng khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình như cá chép hóa rồng, vượng vận quý nhân, nhiều vận may bật ập đến bất ngờ, tài lộc về như thác lũ, trúng số đổi đời đại gia. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập trình đăng tải muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri chính xác 100%, tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, có 7 dấu hiệu này, được Phật trời che chở hộ trì, đón vận may liên tiếp, trúng số bất ngờ, đổi vận giàu sang, tiền vàng chất như núi. Quý vị thân mến, người xưa có câu, cha mẹ sinh con trời sinh tính, có những người tuy không được sinh ra trong gia đình ấm no, sung túc, nhưng lại được trời ban đức tính tuyệt vời, tự mình có thể xây dựng cuộc sống viên mãn, nhờ phúc đức vốn có, hậu vận thập toàn, thập mỹ, khiến ai cũng ngưỡng mộ. Tử vi học có nói, trời sinh mỗi người mỗi số mệnh, bên cạnh sự may mắn, thì cuộc sống giàu có hay không là phụ thuộc vào cách sống của mỗi người. Trong số 12 con giáp, có tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, trời sinh luôn biết đối đãi chân thành với tất cả mọi người, bất kể làm việc gì cũng hết lòng, hết dạ, nhiệt tình và vô cùng trách nhiệm, xung quanh được mọi người yêu quý không ngừng. Trong 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở hộ trì này, may mắn được các tinh chiếu mệnh, thần tài ở trên dẫn lối, chỉ đường, làm ăn ngày càng thăng tiến, làm một hưởng 10, may mắn hết phần thiên hạ, nếu như Nhâm Tuất biết sớm và nắm bắt được điều này, chắc chắn đổi đời ngoạn mục. Vậy thì làm thế nào để tận dụng tối đa thời điểm này? Xin mời quý cô bác anh chị cùng đi tìm hiểu chi tiết về vận trình tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 này nhé. Sự thật chấn động về 7 dấu hiệu người tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 là người có căn lành được Phật trời che chở, hộ trì, trúng số cực độc, tiền về tới tấp, cực giàu có. Đôi lời Minh Đường Tử Vi xin nhắn gửi tới anh chị tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, Đại Hải Thủy. Nhâm Tuất ở một tương lai gần, thưa anh chị, một số bản mệnh có cái may mắn được nhàn tản mà có thành quả, số khác kém may mắn hơn. Phải trải qua vất vả thì mới có được thành công, còn riêng Nhâm Tuất, cái bản mệnh vào đời sớm hơn những tuổi khác một vài bước. Họ luôn phải trải qua những trận chiến cam go mới có thể có được phần thưởng, luôn phải trải đủ ngược xuôi, bôn ba vất vả mới có được điều mà họ muốn mong. Gọi họ là chiến binh, hay tướng lĩnh, hay những mỹ từ như người mở đường, người can trường gì đó, cũng không thể thay đổi cái bản chất cuộc đời họ, luôn cần máu, mồ hôi, nước mắt, nhiệt huyết và sự quả cảm để kinh qua từng đoạn lên xuống của cuộc đời. Lẽ dĩ nhiên, cái điều may mắn là ở chỗ trời không bắt cá phải bay, cũng không bắt chim phải bơi lội, nên cái khó của Nhâm Tuất luôn nằm trong khả năng mà họ có thể xử lý, chỉ là lắm lúc ngẫm lại, thấy cứ ở yên một chỗ thì có khi bớt chuyện. Không thay đổi công việc hay chạy theo những ý tưởng xung quanh thì có khi lại giảm thiểu những mệt mỏi vần xoay. Cuộc đời của một Nhâm Tuất sẽ như diễn biến của một nhân vật chính trong truyện, ít có chương của sự nghỉ ngơi, lúc nào cũng có sự kiện xảy ra cần dày công xử lý. Và cuộc đời như thế sẽ tiếp tục tiếp diễn trong năm 2024 này, đổi lại, phần thưởng cũng tương xứng với những trở ngại mà họ phải vượt qua. Hiện đang trong đoạn đầu trung vận của Nhâm Tuất, và Nhâm Tuất là số ít bản mệnh có cái đỉnh nhân sinh sớm ngay trong cái tiền trung vận này. 2026 có thể coi là năm của sự an yên, khi hoài bão, ước mơ, tham vọng, gia đình, cuộc sống, thu nhập chủ động, thu nhập thụ động của Nhâm Tuất đều đạt đến một độ chín. Nếu chỉ biết cho một mình bản thân, 2026 Nhâm Tuất có thể nghỉ hưu non được rồi, đi ngắm nghía đất trời, hưởng thụ thiên nhiên hay sự an tĩnh tách biệt khỏi đám đông bon chen, ồn ào. Dĩ nhiên trong tuổi có chữ Nhâm, lắm khi phải như cái áo giáp mà bảo vệ những người thân yêu, mà chăm lo những gì thân thuộc, nên khó lắm để Nhâm Tuất có thể chỉ biết đến bản thân. Vậy nên, 2026 có thể coi là một năm đỉnh cao gần kề, để họ đáp ứng được đủ sự yêu cầu cần thiết, mà bớt đi những lo toan trong cuộc đời.
và cánh cửa mở ra cái đỉnh nhân sinh trong 2026 đấy sẽ bắt đầu mở ra từ 2024 Giáp Thìn này. Sự thuận may của họ ban đầu chỉ chớm nở như một hạt mầm nhỏ bé, sau đó lớn dần lên từ tháng 6 âm của 2024, xuyên suốt đến tháng 1 âm của 2025 và đạt đến đỉnh rực rỡ ở năm 2026. Vậy nên, nếu bạn đang gặp khó khăn hoặc giả tâm tư đang mỏi mệt, hoặc thế cuộc đang trắc trở vần xoay, thì hãy cứ hiểu trước khi bão lặn, mây tan, thường trời sẽ mưa to, sét động dữ dội một lần cuối. Trước khi chuyển vận sang may, thì chút tàn dư xui xẻo sẽ cố gắng kích hoạt vận hành, nên cứ làm như bao năm nay bạn vẫn làm mỗi lúc khó khăn, đấy là trơ ra mà chiến, lì ra mà tiến, cặm cụi mà làm, chăm chỉ mà cố, làm hết những gì có thể trong khả năng của bản thân, mệt nhoài đến mức quên cả thời gian mà cười chê vận thế bản thân may rủi. Sau đó, từ từ đợi khai vận đỏ dần, ở thời điểm tháng 6 âm, một số cho đến rất nhiều tàn dư quá khứ của Nhâm Tuất sẽ dần được giải quyết trong thời gian này. Nó có thể là nợ xấu, có thể là những khoản vay mượn, có thể là những hợp đồng mua bán hoặc những kế hoạch dự định dang dở mà Nhâm Tuất từng tham gia. Nhưng kết quả không như ý, tất cả sẽ được giải quyết dần, nên không cần phải bần thần mà tiếc nuối nhiều khi. Tập trung vào hiện tại và những gì có thể làm trước mắt mới là điều Nhâm Tuất cần phải làm, là một trong số bản mệnh đứng ở trong khu vực của sự cô độc. Nên tuy hòa đồng nhưng Nhâm Tuất sẽ luôn có một góc trống trải, cô đơn, không ai hiểu thấu, hòa đồng, tức họ không chê bai ai, ít phán xét ai. Cũng tham gia hội nhóm hay các hoạt động xã hội, cũng có bạn bè, cũng có người yêu, cũng có người thương, thậm chí là vợ chồng. Nhưng cái góc trống trải có từ 2018 đấy đến giờ sẽ mãi luôn tồn tại, sẽ mãi khiến Nhâm Tuất không có được đủ sự sẻ chia mà bản thân họ mong muốn. Vậy nên cứ kệ nó, chấp nhận nó, coi nó là một phần không thể thiếu của bản ngã và tập trung vào công việc trong cái đoạn này, vì đường Nhâm Tuất đi bao năm toàn tự lực, tự cường. Thì 2024, 2025, 2026, khi thời hay, vận lại may, bạn cần tranh thủ mà vững mạnh nền tảng của cuộc đời mình. Nhâm Tuất à, người đời không ai bắt buộc phải thích ta, cũng không cần phải yêu thương ta, họ cũng sẽ không ủng hộ, không động viên hay vỗ về, an ủi ta đâu. Nhưng mỗi sáng khi thức dậy, nhìn vào trong gương, bạn nên yêu thương lấy chính hình ảnh được phản chiếu trong đấy, vì ngoài bạn ra, sẽ không ai yêu thương lấy chính bạn cả, không ai ủng hộ, động viên, thấu hiểu, quan tâm bạn bằng chính bản thân bạn cả. Những năm qua bạn đã làm rất tốt rồi, bạn nên cảm thấy tự hào về điều đó, dù nắng hay mưa, dù thăng hay trầm, dù thuận hay nghịch. Bạn cũng đã tự mình lèo lái con thuyền cuộc đời qua những cửa gian truân, vậy nên, cái vận may, thời hay trong 2024 đến 2026 là cái mà bạn xứng đáng được hưởng. Cứ tiếp tục đi, cứ kiên trì đi, cứ làm tốt đi, rồi một sớm mai quay đầu nhìn lại, bạn sẽ thấy mọi thứ đã được chuyển cảnh, rực màu thăng hoa. Không có nhiều điều để tôi nhắn nhủ tới Nhâm Tuất, vì thực ra sự cô độc, sự trắc trở đã rèn tâm luyện tính cho bạn ở mức vẹn toàn trong cái đoạn này rồi. Tất cả những gì bạn đã trải nghiệm làm nên con người bạn, tất cả những gì đã xảy ra là vì nó cần phải xảy ra. Nó xảy ra để chuẩn bị cho những điều tinh kỳ, mỹ hảo mà Nhâm Tuất xứng đáng được hưởng sau bao cống hiến của bản thân mình, nên không cần nghĩ ngợi nhiều. Cũng chẳng phải lo ngại lắm, cứ nhẹ nhàng mà tận hưởng cái đoạn dịu dàng của thời thế, an hòa của vận may và làm liền tay những gì bạn mong mỏi nhé. Anh chị Nhâm Tuất thân mến, con người nếu như sống chỉ vì tiền tài vật chất thì sau cùng tất cả cũng chỉ là bọt nước phù vân. Nếu như tiền bạc công danh không phải là thứ để theo đuổi, vậy thì điều gì mới là thứ đáng để cho chúng ta theo đuổi? Quý vị thân mến, đời người nằm giữa hai vạch sinh và tử, vậy giữa sinh và tử đó, có người thì an nhiên tự tại, sống một cuộc sống ý nghĩa, một cuộc sống với tâm hồn thăng hoa cao thượng, tìm được cho mình ý nghĩa chân chính để làm người. Thế giới này vốn rất công bằng, nó là một công thức cho đi và nhận lại, Nhâm Tuất đổ bao nhiêu máu, Nhâm Tuất chảy bao nhiêu mồ hôi, Nhâm Tuất cống hiến bao nhiêu máu lửa và nhiệt huyết, thì tương ứng, Nhâm Tuất có bao nhiêu phần khả năng nhận lại quả ngọt tựu thành. Vậy nên, tu dưỡng để thăng hoa tâm hồn, sống bao dung, độ lượng, lấy thiện đãi người, hành thiện tích đức, tìm về bản ngã, đó mới là chân lý làm người. Khi làm được như vậy, chúng ta sẽ thấy rằng cuộc sống thật nhẹ nhàng, thanh thoát, niềm vui, tự tại, luôn hiện bên mình, sống một đời ý nghĩa, đó chính là vạn năm một kiếp mê mờ ấy, nay ngày tỉnh giấc thoát cõi mê, buông bỏ tham si đời an lạc, không tranh không hận át thanh nhàn. Nhâm Tuất thân mến, con người đến tuổi trung niên không sợ già đi, chỉ sợ tâm huyết mình khó nhọc gây dựng trong nửa phần đời trước, trong chớp mắt lại trở thành khói thoảng, mây bay. Khi còn trẻ, Nhâm Tuất miệt mài với những trang sách và phập phồng lo lắng trước các kỳ thi. Đến tuổi thanh xuân căng tràn nhựa sống, chúng ta lại bận rộn với công việc và tìm kiếm người bạn đời cùng kết tóc xe duyên.
đến khi những đứa trẻ oa oa cất tiếng khóc chào đời, chúng ta lại thầm nghĩ, đợi chúng lớn lên mình sẽ bớt vất vả hơn. Nhưng khi con cái bằng đầu bằng cổ, cũng là lúc chúng ta bước vào tuổi trung niên, những tưởng ở cái độ tuổi này công việc, gia đình, cuộc sống, mọi thứ đều ở trên đỉnh cao, nhưng phía sau lại là biết bao bộn bề lo toan. Tuổi trung niên con cái đã lớn khôn, nhưng vẫn ngổn ngang bao nỗi tơ vò. Cứ nghĩ rằng con cái khôn lớn là cha mẹ có thể yên lòng, nhưng giai đoạn nào cũng đều có sự những mối bận tâm riêng, lo lắng và phiền não cứ nối gót thi nhau kéo đến. Dường như như bạn chẳng thể nghỉ ngơi, dẫu cảm thấy mình kiệt sức, đôi khi chúng ta vẫn làm những ông bố, bà mẹ ngốc nghếch như vậy, nên mới thấy cuộc sống thật mệt mỏi. Cha mẹ nuôi con cũng vậy, đôi khi vì thương con mà những người làm cha, làm mẹ lại vô tình tước mất cơ hội được trưởng thành của con cái. Quá trình con cái tự vật lộn với khó khăn trên từng chặng đường đời của mình, chẳng khác nào chú bướm vất vả thoát khỏi cái kén. Nếu không tự mình vượt khó chui ra, thì đôi cánh chẳng thể dang rộng, cũng không thể cất cánh bay lên trời xanh. Vậy nên cha mẹ cho con ngàn vàng, cũng chẳng bằng để lại cho chúng đạo lý làm người. Bởi lẽ, con người làm ra của, chứ của đâu thể làm ra con người. Khi biết buông tay cho con cái trưởng thành, bạn cũng sẽ có nhiều thời gian tận hưởng niềm vui trong cuộc sống. Khi bạn bước vào độ tuổi 40, cũng là lúc cha mẹ bắt đầu già yếu đi từng ngày, mái tóc ngả màu muối tiêu, nay lại thêm nhiều sợi bạc trắng, những vết đồi mồi trên tay mẹ, trên khuôn mặt cha xuất hiện nhiều hơn, nào ai có thể vượt qua mà thoát khỏi vòng tuần hoàn, sinh, lão, bệnh, tử, kiếp này có duyên được chung huyết thống, đời sau liệu có còn gặp lại, nếu chẳng thể khiến vòng xoáy ấy đảo chiều, nếu chẳng dám chắc kiếp sau còn được sống chung một nhà, thì xin hãy yêu thương cha mẹ nhiều hơn. Vậy nên, hãy để những tháng ngày còn lại của cha mẹ được sống trong sự bình yên và hạnh phúc. Cách tốt nhất là bạn cần chăm sóc cho bản thân thật tốt và chung sống hòa thuận với các thành viên trong gia đình mình. Bởi lẽ thấy con khỏe mạnh, hạnh phúc, cha mẹ mới có thể yên lòng an hưởng tuổi già và nhắm mắt xuôi tay. Người ở tuổi trung niên đã bước đi nửa chặng đường đời đầu tiên, hạnh phúc và niềm đau, thành quả và gian khó, vinh quang và buồn tuổi luôn sánh bước, hòa quyện và đan xen với nhau. Lúc này bạn đã trưởng thành, sâu lắng, giàu trí tuệ và mang trên vai nhiều trọng trách hơn, vượt qua non cao sẽ là đồng bằng. Mây đen hễ xua tan sẽ thấy cảnh trời trong nắng đẹp, ánh bình minh lại bắt đầu từ chính những đêm đen. Cuộc sống ngàn đời nay đều xoay vần như vậy, nên cứ thuận theo tự nhiên, làm những gì cần làm và sống trọn vẹn với hiện tại là đủ rồi. Vạn sự tùy duyên, cứ bình thản mà đón nhận. Hãy không ngừng làm việc để giữ gìn nguồn kinh tế nuôi dưỡng cả gia đình. Đến tuổi trung niên, con cái đề huề, bạn lại phải lo lắng đến những khoản tiền mua nhà hay trả góp. Con còn thơ thì tốn tiền tã lót, bỉm sữa. Đến khi con ngồi trên ghế nhà trường, lại lo trang trải những khoản học phí, học chính, học thêm. Hơn nữa cha mẹ đôi bên cũng đến tuổi già yếu, ốm đau, bệnh tật là điều chẳng thể tránh khỏi. Vậy nên, có một nguồn tài chính ổn định đã trở thành điều vô cùng quan trọng đối với bạn. Trong thời đại công nghệ ngày nay, kỹ thuật mới liên tục ra đời và thay thế thứ cũ, kinh nghiệm bạn tích lũy suốt nửa đời người cũng chẳng còn mấy giá trị. Bạn lo lắng cho tiền đồ của mình, chỉ e vận đổi sao trời. Điều bạn sợ nhất chính là đang lúc thuận buồm xuôi gió, trời xanh gió nhẹ, lại đột nhiên phải mất chức hoặc bị cho thôi việc. Trên có cha mẹ già, dưới còn con thơ dại, gánh nặng cơm áo, gạo tiền có khi nào nguôi ngoai. Con người đến tuổi trung niên, đa phần trong tâm có cả một bầu tâm sự, nhiều đến nỗi tóc trên đầu thêm bao sợi bạc, những vết chai sạn mọc nhiều và cứng hơn xưa. Đôi khi, bạn cảm thấy chua chát, bất lực và âu lo chồng chất. Kỳ thực, đó là do chúng ta để mắt quá nhiều đến vật chất mà thôi. Vậy nên, bạn mới luôn cảm thấy đói khát và thiếu thốn. Người xưa có câu, chi túc vi lạc, Khổng Tử cũng nói rằng, sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên, có lẽ chúng ta lo lắng quá nhiều về công danh, sự nghiệp, nên chỉ chú tâm đến những công nghệ, khoa học kỹ thuật hiện đại trên bề mặt, nhưng chúng ta lại vô tình quên đi mất lời răn dạy khi xưa, có đức mặc sức mà ăn, người lành trời dành phúc cho. Quý vị thân mến, trước khi đi vào nội dung chi tiết, ta hãy cùng nhìn lại đôi nét về vận mệnh cuộc đời người tuổi Nhâm Tuất này nhé. Theo tử vi, Nhâm Tuất là những người nhân hậu, tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Trong cuộc sống, họ không bao giờ vì tiền tài, vật chất, địa vị mà đánh mất đi giá trị, phẩm chất của con người mình. Dù làm việc gì, Nhâm Tuất cũng nghĩ cho lợi ích của cộng đồng, tập thể. Những người này sống rất cẩn thận, ít khi đặt quá nhiều niềm tin vào bất kỳ ai, họ kiên định, có lập trường và quan điểm của riêng mình. Không dễ gì bị người khác thuyết phục, điều đó đôi khi khiến Nhâm Tuất trở thành một con người bảo thủ, trì trệ. Trên đường đi, nếu thấy người khác gặp khó khăn, Nhâm Tuất nhất định sẽ ra tay cứu giúp, họ có tinh thần trượng nghĩa và luôn làm những việc có ích cho xã hội. Thế nhưng, đôi khi họ lại bị hiểu lầm là những con người nhiều chuyện, bảo thủ,
Đó thực sự là cách giải quyết rất thông minh, thấu tình đạt lý. Họ sẵn sàng lắng nghe những câu chuyện buồn, lời tâm sự, đồng cảm với khó khăn của người khác. Bởi vậy, Nhâm Tuất luôn được mọi người xung quanh yêu quý, tin tưởng. Nếu thấy việc làm của người khác là sai trái, Nhâm Tuất sẽ không vội vàng trách móc, to tiếng. Họ đặt mình vào vị trí của những người khác và suy nghĩ, đánh giá. Trước khi nhận lời giúp đỡ người khác, Nhâm Tuất sẽ mất chút thời gian để suy nghĩ, cân nhắc, không phải là xem xét đến lợi ích của mình, mà là cân nhắc kỹ lưỡng đối phương liệu có thực sự cần sự giúp đỡ từ họ, bởi có những người thường ỷ lại, dựa dẫm quá nhiều vào Nhâm Tuất mà không có tinh thần tự lập. Nhâm Tuất không phải là người có lối sống ham mê tiền tài, địa vị và quyền lực, trông vẻ ngoài của họ có đôi chút lạnh lùng, ít nói. Nhưng thực ra Nhâm Tuất là người sống giàu tình cảm, chất liệu cuộc sống của họ được tạo nên từ tình yêu thương, sự quan tâm của những người thân xung quanh. Mọi người xung quanh tin tưởng và khâm phục vào trực giác của Nhâm Tuất. Trước những khó khăn, nguy hiểm, người này luôn đưa ra những lời khuyên chính xác, đúng đắn và những lời cảnh báo cho mọi người đề phòng. Nhâm Tuất là những người khoan dung, độ lượng, người này ít khi có khái niệm kẻ thù vì họ theo chủ nghĩa hòa bình. Nhưng một khi có ai đó cố tình làm tổn hại danh dự của họ và những người thân trong gia đình, Nhâm Tuất sẵn sàng đáp trả một cách dữ dội. Trong công việc, một khi làm việc, những người này tập trung cao độ và cố gắng hết mình, chừng nào chưa hoàn thành nhiệm vụ, họ sẽ không bỏ cuộc. Tuy nhiên, điểm yếu lớn nhất của người Nhâm Tuất đó là không biết kiềm chế cảm xúc của mình. Họ có thể nổi giận với đồng nghiệp bất cứ lúc nào, dù cơn nóng giận ấy sẽ nhanh chóng qua đi, nhưng điều đó đã khiến người khác bị tổn thương. Với sự thông minh, hoạt bát và hiểu biết sâu rộng, Nhâm Tuất phù hợp với nhiều công việc, ngành nghề trong những lĩnh vực của cuộc sống. Với sự trung thành, nhiệt tình của Nhâm Tuất luôn được đề cao và đáng trân trọng. Người khác hoàn toàn có thể tin tưởng, bổ nhiệm họ vào những vị trí quan trọng mà không lo sợ bị phản bội, lừa gạt. Khi nhận một trọng trách nào đó, Nhâm Tuất cố gắng hoàn thành tốt nhất để khiến người khác hài lòng về mình. Cuộc sống của họ thực tế không phải chỉ toàn màu hồng, họ phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách, thậm chí là nguy hiểm. Nhâm Tuất cả đời lương thiện, luôn nghĩ đến lợi ích của người khác, vì thế họ gặp được nhiều may mắn, cả về công danh, sự nghiệp lẫn sức khỏe. Nhâm Tuất là những người sống rất thẳng thắn, vì vậy họ không muốn phải vay mượn ai quá lâu. Mỗi lần thấy người khác gặp khó khăn, họ đều sẵn sàng ra tay giúp đỡ, nhưng cũng có lần, sự giúp đỡ đó vượt quá giới hạn của Nhâm Tuất, khiến họ chỉ biết bất lực và tự trách bản thân mình. Đối với họ, gia đình và danh dự là hai điều đáng quý nhất của một con người, dù có bận rộn đến mấy với công việc, Nhâm Tuất cũng sẽ dành nhiều thời gian để quan tâm, chăm lo cho những người thân xung quanh họ. Trong những lúc khó khăn, chính tình cảm gia đình, bạn bè là nguồn động lực duy nhất tiếp thêm sức mạnh, nghị lực cho Nhâm Tuất vượt qua gian nan, thử thách. Nam giới Nhâm Tuất nổi tiếng thông minh, sắc sảo, có khả năng xử lý những tình huống khẩn cấp, bất ngờ, họ phân biệt được rõ đúng sai, biết điều gì mình nên và không nên làm. Những người mơ hoài bão luôn tồn tại trong con người họ như một ngọn lửa âm ỉ, chỉ cần tìm thấy thời cơ thuận lợi, ngọn lửa ấy sẽ bùng cháy mãnh liệt. Đàn ông Nhâm Tuất sẽ là chỗ dựa vững chắc cho vợ con và những người thân xung quanh, họ sẽ không để bất kỳ ai xúc phạm, làm tổn hại đến danh dự, lợi ích của gia đình mình. Nếu kết hôn với đàn ông Nhâm Tuất, cả đời bạn sẽ có cuộc sống ổn định, bình yên, không lo thiếu thốn. Phụ nữ Nhâm Tuất là những người nhanh nhẹn, hoạt bát và năng động, họ thích tham gia những hoạt động tập thể, trở thành tình nguyện viên giúp đỡ người gặp khó khăn. Cô nàng này rất coi trọng vẻ bề ngoài, bạn sẽ không bao giờ thấy họ ra khỏi nhà trong bộ dạng luộm thuộm, xấu xí. Họ là những người giỏi giao tiếp, vì vậy phụ nữ Nhâm Tuất có nhiều bạn bè yêu quý, tin tưởng. Nhâm Tuất là những người sống rất thực tế và giản dị, họ hiếm khi lãng mạn, hài hước nhưng hoàn toàn không phải là người cứng nhắc, nhàm chán. Họ thường tham gia vào những hoạt động thể thao ngoài trời để thư giãn, giải trí sau những giờ làm việc mệt mỏi. Nhâm Tuất dễ dàng chinh phục được đối phương nhờ sự chân thành, thân thiện, tốt bụng của mình. Họ sẵn sàng cho đi mà không cần nhận lại, có thể hy sinh mọi thứ để người mình yêu được hạnh phúc. Dù vẻ bề ngoài khá lạnh lùng, nhưng Nhâm Tuất lại là những người có trái tim ấm áp, chung thủy. Trong cuộc sống, không ai là người hoàn hảo và Nhâm Tuất thấu hiểu điều đó. Họ luôn cảm thông với những khuyết điểm của người khác và cố gắng hoàn thiện bản thân mình. Dù người bạn đời của mình có nhiều nhược điểm đi chăng nữa, Nhâm Tuất vẫn luôn bao dung, che chở và yêu thương họ. Và theo tử vi, khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở, hộ trì, tuổi Nhâm Tuất sẽ đón nhận những vận may nào và những điểm hung bạn cần tránh là gì, hãy cùng chiêm nghiệm ngay sau đây. Theo tử vi tuổi Nhâm Tuất cho biết, thời gian tới mở ra nhiều cơ hội và may mắn cho bản mệnh mệnh tuổi Nhâm Tuất.
Đừng lo lắng quá về những điều xảy ra ở thực tại, hãy tận dụng những cơ hội tốt trong những thời điểm thuận lợi tới đây anh chị Nhâm Tuất nhé. Nhờ tác động tích cực của tam hợp nên tuổi này khá may mắn trên nhiều phương diện, có nhiều quý nhân vây quanh trợ giúp hết lòng. Được biết, Nhâm Tuất con giáp khéo cư xử, sẽ có mối quan hệ tốt với người khác, uy tín của bạn trong xã hội rất cao, được mọi người yêu quý và kính trọng. Trong công việc, tháng này cấp trên tin tưởng bạn có thể bạn sẽ được cất nhắc lên một vị trí cao nào đó, vấn đề tài lộc sẽ không còn đáng lo ngại đối với bạn nữa. Bạn nên ra ngoài thường xuyên và chăm chỉ giao lưu trong tháng này, vì điều đó có thể làm tăng vận may cá nhân và mang lại những khoản tiền bất ngờ vào tài khoản của bạn. Bạn có thể sẽ gặp quý nhân ở ngay những nơi bạn ghé qua mà không hề quen biết. Tuy nhiên, thời gian tới tử vi nhắc nhở Nhâm Tuất, bản mệnh cần đề phòng đến sức khỏe của mình, tâm trạng không tốt thì nên nghỉ ngơi. Chớ tham công tiếc việc, người có bệnh nên đi khám sớm, không được chủ quan kẻo sau này hối hận. Tiếp theo là tử vi chi tiết từng phương diện khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở, hộ trì. Về công danh, sự nghiệp. May mắn thay cho tuổi Nhâm Tuất thời điểm tới, bạn sẽ được đón điều tích cực nên tâm trạng vui vẻ, vận thế mọi mặt đều rất tốt. Về công việc hay học tập bạn đều có thể nỗ lực hết mình, không cần tạo áp lực quá lớn cho bản thân vẫn có thể gặt hái quả ngọt. 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở, hộ trì là thời điểm cực vượng đối với Nhâm Tuất, bản mệnh có thể nhảy việc, thăng chức, xin việc, thi công chức hay xuất ngoại thì đều thuận lợi như ý, đôi khi có chuyện xui xẻo nhưng đó cũng chỉ là mũi đốt ngoài da mà thôi. Các bạn đang làm ăn kinh doanh hoặc Nhâm Tuất làm về nông nghiệp nên chăm chỉ đi lễ, đền chùa xin lộc và làm ăn bằng cái tâm của mình, thì chẳng ai có thể ngăn cản bạn bước đến thành công. Bạn càng lăn xả với cuộc sống bao nhiêu, vất vả bao nhiêu thì trời càng hay cho lộc làm ăn. Cứ tu tâm, dưỡng tính, dồn sức cho công việc, nhất định sẽ có những bất ngờ lớn tìm đến bạn. Hãy chờ đón tin vui này đi nhé. 2. Tử vi tài lộc tuổi Nhâm Tuất khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở, hộ trì. Tử vi 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở hộ trì cho thấy vận may tài vận trong thời điểm tới rất tốt. Bạn có thể kiếm được nhiều tiền trong đầu tư và quản lý tài chính, đồng thời có thể tiếp tục được thăng chức và tăng lương ở nơi làm việc. Bên cạnh đó, thực thần đem đến cho Nhâm Tuất nhiều tin vui, nhiều dự án bạn nhận được đó là món hời cho bạn trong tháng này, dự báo tài lộc ùn ùn kéo tới, tránh cũng không kịp. Các bạn làm tự do tính tình sởi lởi, hào phóng nên được nhiều khách hàng mới ủng hộ, hợp tác làm ăn cũng dễ dàng nên tiền bạc đổ về túi nhanh hơn dự kiến. Tuy nhiên tháng này tiền tài dễ kiếm, nhưng bản mệnh cũng nên cẩn trọng vì dễ phát sinh một số tranh chấp, nhất là trong công việc, nên cẩn thận khi ký kết hợp đồng hoặc hùn vốn làm ăn chung. Cẩn thận kẻo bị mất trắng, trước khi đưa ra quyết định hay ký kết giấy tờ gì, Nhâm Tuất cũng nên đọc kỹ bản hợp đồng kẻo bị mất tiền oan. Về sức khỏe ngoài ra, nên lưu ý cả việc chọn trang phục khi đi làm, vì thời tiết này thay đổi nóng, lạnh khó lường, nên mặc đồ nhiều lớp để dễ dàng thay đổi theo từng hoàn cảnh cụ thể. Thời gian này cũng là lúc thời tiết trở lạnh, mạch máu khó thông suốt, dễ gây ra tình trạng đột quỵ hay nhồi máu cơ tim. Do đó, nếu tập luyện bạn cũng nên ưu tiên những bài tập nhẹ nhàng, không nên quá gắng sức. Với những ai hay có thói quen tụ tập với bạn bè để rượu, chè là điều không nên một chút nào. Lúc này bạn nên dành thời gian cho bản thân, ví dụ như ở nhà để nghỉ ngơi, đọc sách hoặc xem một bộ phim yêu thích. Nếu việc ngoại giao là điều khó tránh khỏi, bạn cũng nên hạn chế những thứ gây kích thích cho mình, kẻo dễ bị đổ bệnh nặng hơn. Để giải tỏa căng thẳng, khi kết thúc một ngày dài, bạn có thể lắng nghe những bản nhạc nhẹ nhàng trước khi đi ngủ để dễ vào giấc hơn. Về tình duyên, chuyện tình cảm của người Nhâm Tuất khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở, hộ trì này tương đối bình ổn, có điều người độc thân tình cảm phong phú, tan hợp không dứt. Một phần do bản mệnh quá thật thà và vương vấn người cũ nên khó bắt đầu một mối quan hệ mới, có điều khi yêu đương thì bạn thiếu mất tính tích cực và sự nhẫn nại nên hay khiến nửa kia hụt hẫng. Những cô nàng tuổi Nhâm Tuất không nên tự mình lập nghiệp, bạn nên tìm một người tin tưởng để dựa dẫm và gửi gắm, vì sự nghiệp của người này chỉ phát khi đã thành gia lập thất. Người Nhâm Tuất có gia đình, tình cảm vợ chồng vẫn bền chặt, tuy nhiên do có đào hoa vượng chiếu mệnh, nên con giáp này cần giữ khoảng cách với người khác giới, tránh gây hiểu lầm cho mọi người xung quanh. Tiếp theo là tử vi chi tiết từng tháng trong nửa cuối năm 2024 khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở, hộ trì. Đầu tiên là tử vi tháng 6 âm lịch của tuổi Nhâm Tuất.
tháng 6 âm vô cùng may mắn đối với Nhâm Tuất khi nhận được tín hiệu may mắn từ dịch Mã Cát Tinh, phương diện tài lộc và công việc đang dần có những dấu hiệu tiến triển rõ rệt. Thời gian này rất thích hợp cho người xuất hành, làm việc cần di chuyển nhiều, tính tình năng nổ, thích đi đây đi đó. Cát Tinh này chỉ phù trợ cho những người chịu thương chịu khó, miệng nói tay làm, công sức mà bạn bỏ ra sẽ sớm được đền đáp. Nhiều người còn nhận được tin vui bất ngờ trong công việc. Làm một hưởng 10, làm chơi hưởng thật, nên càng về cuối tháng, bản mệnh càng có thu nhập cao. Nhâm Tuất ăn chơi cũng giỏi, nhưng kiếm tiền cũng không thua kém ai. Chính vì quá được lòng thiên hạ, nên dù có kiếm được nhiều cũng chẳng ai dám xăm soi tiền của bạn. Cuối tháng có tam hợp cục chiếu cố, nên Nhâm Tuất sẽ nhận được sự ngọt ngào trong tình yêu, được nhiều người nhắc đến. Hãy tự tin và trau chuốt cho bản thân, cứ mạnh dạn trở thành người mà mình muốn trở thành, thay vì sống theo mong ước của một ai đó. Tử vi tháng 7, tháng 8 âm lịch, khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở, hộ trì. Hai tháng này nhìn chung là một khoảng thời gian khá thuận lợi đối với Nhâm Tuất, dù không phải điều gì cũng đến với bạn một cách dễ dàng. Cấp trên có thể giao cho bạn những nhiệm vụ khó khăn, song nếu bạn tập trung hoàn thành thì đó có thể trở thành cơ hội để bạn thăng tiến. Phương diện tài lộc cũng có những tiến triển khả quan, bản mệnh tìm ra hướng đi mới nên nhanh chóng vượt lên trên đối thủ. Dù hơi vất vả một chút, song bạn có thể nhận thấy rằng mọi sự cố gắng của mình đều được đền đáp xứng đáng, bạn sẽ thu được tiền về đầy túi. Thái âm chiếu mệnh giúp nhân duyên của người độc thân có ít nhiều khởi sắc, tuy nhiên nếu muốn tìm được người phù hợp thì bạn nên chủ động hơn, tin rằng với tính cách thú vị của mình, bạn có thể thu hút được rất nhiều đối tượng khác giới. Với những người đã lập gia đình, mối quan hệ giữa hai người đã ổn định hơn trước đây, dù vậy những trong tình cảm vợ chồng khó tránh khỏi những mâu thuẫn. Nhưng những lúc như vậy, bạn và nửa kia của mình sẽ càng hiểu nhau hơn, tình cảm có thêm phần bền chặt và gắn kết. Tử vi tháng 9 và tháng 10 tuổi Nhâm Tuất 1982. Hai tháng này tuổi Nhâm Tuất được chính quan nâng đỡ, công danh, sự nghiệp có chiều hướng phát triển khá tích cực, hứa hẹn mang lại cho bạn thành công ngoài mong đợi. Thời điểm đầu tháng là lúc vận khí lên cao nhất, bản mệnh đưa ra những quyết định đúng đắn và sáng suốt, mang lại kết quả khả quan như mong đợi. Cuối tháng vận khí có phần sụt giảm, đồng nghĩa với việc khó khăn gia tăng. Thời điểm này, nếu không tập trung vào các nhiệm vụ đang làm, bạn rất dễ gây ra sai sót, tự đánh đổ công sức và thời gian nỗ lực bấy lâu nay của mình. Trong hai tháng này, tài lộc về không ít, bạn dễ dàng khi tìm kiếm cơ hội kiếm tiền cho mình. Tuy nhiên, dường như khi mọi thứ đạt được quá dễ dàng, sẽ khiến cho Nhâm Tuất thiếu trân trọng đồng tiền mình kiếm được, tiêu xài một cách phung phí. Đây là điều bạn nên xem xét lại. Tin vui đến với bạn chính là chuyện tình cảm có những khởi đầu tốt đẹp, đặc biệt là với Nhâm Tuất độc thân nhờ thái âm độ mệnh. Với các cặp đôi, hai người đã dần hiểu nhau hơn và có ý định tiến tới một quan hệ lâu dài, báo hiệu tương lai tươi sáng, ngập tràn hạnh phúc. Tử vi tháng 11, tháng 12 âm lịch tuổi Nhâm Tuất 1982. Trong hai tháng cuối năm này, bạn phát triển khá ổn định, bản mệnh duy trì phong độ vững vàng, trên con đường sự nghiệp có một vài khó khăn. Nhưng điều đó là không đáng kể và bạn sẽ hoàn thành tốt thôi. Càng như vậy, bạn càng cần phải chuyên tâm hơn trong công việc, chớ vì sở thích của bản thân mà chủ quan, bỏ bê công việc. Những thành quả đạt được sẽ tăng thêm sự tự tin cho bản mệnh. Bên cạnh đó, bạn có thể thêm những dự định kiếm thêm thu nhập cho mình bằng các dự án nhỏ, hứa hẹn sẽ có nhiều tiến triển thuận lợi nhằm tăng thêm thu nhập cho bạn. Với tinh thần làm việc hết mình, bản mệnh cũng dễ dàng thuyết phục người khác ủng hộ ý kiến hay tìm các nhà đầu tư để lên cho mình kế hoạch chắc chắn. Phương diện tài chính cũng có sự khởi sắc, nhất là vào thời điểm đầu tuần, bản mệnh nên tận dụng thời cơ để cầu tài cho mình, thích hợp để tiến hành những kế hoạch quan trọng như mở rộng quy mô kinh doanh hay khai trương mở cửa hàng. Tuy nhiên, trên phương diện tình cảm của Nhâm Tuất trong hai tháng này may mắn sẽ không mỉm cười với bạn, chuyện yêu đương nhiều mâu thuẫn, các cặp đôi không tìm được tiếng nói chung, bất đồng về nhiều chuyện, tranh cãi gay gắt càng khiến cho rạn nứt thêm nhiều. Quý vị thân mến, chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.